Vậy là mùa hè của chúng mình đã chính thức khép lại rồi. Mình và Thiên Phú tin rằng các bạn đã có thật nhiều hoạt động hè thú vị, những trải nghiệm đầy hấp dẫn, bổ ích và những kỷ niệm đáng nhớ trong mùa hè này. Chúc các bạn vào năm học mới luôn tràn đầy năng lượng và tiếp thu được nhiều kiến thức, luôn đạt được nhiều hoa điểm 10, luôn là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, chống ngoan bác Hồ các bạn nhé. Và bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Quỳnh Như và Thiên Phú hẹn gặp lại các bạn trong mùa hè năm sau. Tạm biệt các bạn.